Thời gian vừa qua, cơ quan điều tra Bộ Công an đã liên tiếp điều tra, khởi tố các vụ án kinh tế tham nhũng như Hậu Pháo và Thuận An, gây xôn xao dư luận. Trong các vụ án này, với thủ đoạn tương đối giống nhau như việc các bị can đã đưa, nhận hối lộ mua chuộc, lợi dụng người có chức vụ và quyền hạn từ mối quan hệ thân quen rồi gây lũng đoạn thị trường, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến một trong các vụ án kinh tế này, tại kỳ họp thứ 40 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và nhiều lãnh đạo tỉnh này vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư. Trong đó, có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo thực hiện. Loạt quan chức gục ngã do đạn bọc đường của Hậu Pháo. Trước đó không lâu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cùng các đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam hơn 20 người, trong đó có các lãnh đạo chóp bu của tỉnh Vĩnh Phúc, gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc. Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 với quy mô ở tầm cấp huyện, nhưng từ năm 2015 đã vươn mình mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Điều đáng nói, chỉ 2 dự án ở Vĩnh Phúc bị điều tra đã phát hiện Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Ngay cả Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, tại một buổi họp báo chính phủ cũng phải nói rằng năng lực, mức độ của công ty Phúc Sơn rất vừa phải, nhưng trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng, trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế. Trung tướng Tô Ân Sô cho rằng cơ quan quản lý đã không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp. Đáng chú ý, thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy Hậu Pháo đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhấn mạnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, hai bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận số tiền tương đối lớn lên tới hàng tỷ đồng, các bị can đã khai nhận và nộp lại cơ quan điều tra. Bị can Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nhận tiền của Hậu Pháo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Tại buổi họp báo chính phủ ngày 3 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại. Hiện cơ quan điều tra đang rà soát, kê biên phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả. Chiêu trò hối lộ lãnh đạo của Tập đoàn Thuận An. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can. Trong đó có bị can Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Phạm Thái Hà bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. 3 bị can là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Trong đó, 2 lãnh đạo công ty gồm Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị khởi tố bắt giam về 2 tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Một lãnh đạo khác của Tập đoàn Thuận An là Trần Anh Quang bị khởi tố, bắt giam về tội đưa hối lộ. 3 bị can bị khởi tố còn lại là lãnh đạo, cán bộ quản lý Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, gồm Giám đốc Nguyễn Văn Thạo và Phó Giám đốc Đàm Văn Cường bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Dù vụ án đang được mở rộng điều tra và hành vi của các bị can trên chưa được công bố, nhưng có thể thấy, vi phạm về đấu thầu là thực hiện một trong số các hành vi như can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của tổ chức cá nhân. Đáng chú ý, động cơ chủ yếu từ việc tác động vật chất từ các đơn vị tham gia đấu thầu. Các doanh nghiệp dùng tiền bạc mua chuộc hối lộ quan chức để được trúng thầu nên sẽ kéo theo các tội danh là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Các nhà thầu có năng lực yếu kém, muốn trúng thầu thường là phải bắt tay đối với người có chức vụ quyền hạn để thông thầu, vi phạm các quy định về công khai minh bạch theo kiểu quân xanh quân đỏ để được trúng thầu bất hợp pháp. Theo tìm hiểu, Thuận An chỉ có vốn điều lệ ban đầu 3,9 tỷ đồng năm 2004, 10 năm sau, tức năm 2014. Vốn điều lệ được doanh nghiệp nâng lên 300 tỷ đồng và tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng vào năm 2021. Tuy nhiên, giai đoạn 2019 đến nay, Thuận An đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng 39 gói thầu, trượt 8 gói và 4 gói vẫn chưa có kết quả. Tổng giá trị của các gói trúng thầu là 22.612 tỷ đồng. Trong số này, hơn 8.272 tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Các địa phương Thuận An trúng thầu các dự án gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bắc Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Lạng Sơn, Đắk Lắk. Hiện một số dự án tại các địa phương mà Thuận An tham gia đang được rà soát. Nguyên nhân khiến loạt quan chức gục ngã. Thời gian qua, cơ quan điều tra Bộ Công an đã liên tục khởi tố các vụ án liên quan đến vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng cơ bản, trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, khai thác mỏ. Điều này cho thấy công tác quản lý về đấu thầu ở nhiều nơi chưa tốt, cơ chế kiểm soát hoạt động đấu thầu chưa hiệu quả, một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái tư tưởng đạo đức, bị mua chuộc dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản đặc biệt lớn của nhà nước. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng những vụ án như Thuận An và Phúc Sơn có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Theo đại biểu Hòa, lòng tham, lợi ích nhóm, cục bộ và sự ích kỷ, tham ô, vun vén cho lợi ích cá nhân đã sinh ra những trường hợp sai phạm đó. Nếu cán bộ có trình độ, công tâm, khách quan và đặt lợi ích của đất nước, của người dân lên hàng đầu, những sai phạm nghiêm trọng sẽ không xảy ra. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói và cho rằng đây là bài học đắt giá đối với những cán bộ có chức có quyền mà chưa bị phát hiện hoặc chưa nhúng chàm. Qua những vụ việc trên cần có những quy định rõ ràng, cụ thể để cán bộ không dám, không muốn vi phạm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!